Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực biển Đông sáng nay đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 12 có tên quốc tế là Damrey. Lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 340 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mùng 3 tháng 11, vị trí tâm bão sẽ cách bờ biển các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 14. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng tây, sau đó, có khả năng đổi hướng di chuyển tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mùng 4 tháng 11, vị trí tâm bão sẽ ở trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cấp 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc của quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông mạnh. Gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 13 cấp 14, biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong khoảng 10 đến 14 độ vĩ Bắc, phía đông 111 độ kinh Đông, cấp độ dự ro thiên tai là cấp 3. Ngoài ra thì do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, từ đêm nay mùng 2 tháng 11, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 9 biển động mạnh. Như vậy là cơn bão số 12 đang tiến nhanh về phía Tây và còn có khả năng hoạt động mạnh thêm. Vì vậy trong đêm nay, ngày mai sang đến ngày mùng 4 tháng 11 thì khu vực giữa và Nam biển Đông, trong đó có các vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão quét nên sẽ rất nguy hiểm cho các hoạt động diễn ra trên biển. Các chủ phương tiện tàu thuyền không được chủ quan, cần phải nhanh chóng về nơi neo đậu an toàn và tuyệt đối không được ra khơi, không ở lại trên thuyền. Tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường nên gió đông bắc lại hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Các tàu thuyền hoạt động tại đây cần phải thận trọng hơn để có thể đảm bảo an toàn. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết đêm nay và sáng mai chưa có nhiều biến động. Tuy nhiên, từ chiều tối mai trở đi thì gió đông bắc tại đây cũng sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao trên 2m biển động. Vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, từ ngày mai thời tiết biển nơi đây cũng sẽ chuyển xấu, gió đông bắc mạnh lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Riêng phần phía Nam còn có gió mạnh lên cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động rất mạnh mưa rông, kèm theo lốc xoáy, gió giật sẽ gây nguy hiểm đến các hoạt động trên biển của bà con. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Theo dự báo, thì đây sẽ là vùng biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão đi qua, nên từ ngày mai, gió tại đây cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 10. Sóng biển có thể dâng cao trên 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và Côn Đảo, đây cũng là vùng biển có thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới tại đây gió cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, biển động mạnh. Ngoài ra thì mưa rông mạnh kèm theo cả lốc xoáy, gió giật mạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển của bà con. Vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu, gió tại đây cũng hoạt động mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Lưu ý là mưa rào và rông cũng sẽ gia tăng trên khu vực. Trong cơn rông còn có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng biển Vịnh Thái Lan trong những ngày tới nơi đây thời tiết biển cũng không ổn định, mưa rông mạnh kèm theo cả gió giật mạnh cũng sẽ không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Khoảng đêm ngày mùng 4 sang đến ngày mùng 5 tháng 11 khi mà tàn dư cơn bão ảnh hưởng đến khu vực này sẽ khiến cho mưa rông mạnh, gió tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, từ ngày mai khi mà không khí lạnh tăng cường sẽ khiến gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, sóng biển dâng cao trên 3 m biển động mạnh khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của cơn bão thì thời tiết tại đây có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cấp 14. Sóng biển có thể cao trên 5 m biển động rất mạnh, rất nguy hiểm cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyện Trân, sông Tử Tây. Chịu ảnh hưởng bởi phần phía Nam của cơn bão, nên tại đây gió Tây Nam mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động mưa rào và rông xuất hiện còn kèm theo cả tố lốc, gió giật mạnh nên sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.